giọt máu nào là của mẹ, niềm tin nào là của em. Ôi trên tấm thẻ bài này, tấm thẻ bài này đã từng chân trời giấc mộng yêu đương, mộng yêu đương không bao giờ đến, không bao giờ đến nữa, vì em không còn mang tấm thẻ bài trở về. Hay chỉ còn lại tấm thẻ bài đã mờ mờ tên anh. Tấm thẻ bài phân loại máu anh, máu Việt Nam mang tình của mẹ, tình của mẹ không bao giờ. Anh có biết tấm thẻ bài anh để lại, cuộc chiến này vẫn còn đó không anh? Cuộc chiến này vẫn còn đó anh ơi. Quý vị đang lắng nghe nhạc phẩm tấm thẻ bài của tác giả Huyền Anh, là ký giả Hạnh Dương, hiện đang sinh sống tại San Jose. Sau cuộc chiến này còn chi không anh, còn chi không anh, hay chỉ còn lại tấm thẻ bài đang ngập ngùi trên tay em. Giọt máu nào là của mẹ, niềm tin nào là của em. Ôi trên tấm thẻ bài này, tấm thẻ bài này đã từng ấp ủ giấc mộng yêu đương, mộng yêu đương không bao giờ đến, không bao giờ đến nữa, vì anh không còn mang tấm thẻ bài trở về bên em. Anh đã đi vào vùng vĩnh viễn đợi người. Anh ngủ yên như quả hồng. Loại máu anh, máu Việt Nam
Thank you.